Thưa em, lại là Hoàng đây. Hôm nay thì trên bàn mình đây đang là một chiếc hộp rất là to. Đây là một con robot vụn của Ecovac. Sản phẩm này có tên là D-Boost U2 Pro và mức giá niêm yết của nó đang được bán trên Lazada là 7 triệu đồng. Tuy nhiên, trong đợt siêu duyệt của Lazada thì mình có săn được một voucher giảm đến là 2 triệu 300 ngàn đồng. Thì mức giá của chiếc robot này mà mình mang về ấy, nó chỉ còn là 4 triệu rưỡi mà thôi. Giảm kinh khủng khiếp nên mình đã đặt nó về. Và thông tin thêm cho em một chút là vào 27 đến 29 tháng 3, Lazada có chỉ sale sinh nhật 9 tuổi. Rất nhiều sản phẩm được giảm giá cực kỳ là sâu, cùng hàng loạt voucher lên tới là vài triệu đồng. Mình có để link sale Lazada ở phần mô tả. Anh nào có sản phẩm gì thì click thử xem. Biết đâu món đồ nào quan tâm ấy lại giảm sâu thì sao. Rồi, không lòng nữa, bây giờ cùng nhau là đập hộp con robot Ecovac D-Boost U2 Pro ra. Và ngợm thử xem là với sản phẩm giảm giá đến hơn 2 triệu thì liệu cái chiếc robot này có xứng đáng để chúng ta gọi là sở hữu hay là không nha. Đây, gói hàng của Lazada gửi cho mình. Tên sản phẩm này, Ecovac này, D-Boost này. Và mã hiệu nó là D-Boost U2 Pro nhá. Hộp khá lớn, nặng 6 cân liền cơ mà. Và mình sẽ rạch luôn nhá. Đây, bên trong nó sẽ có một cái hộp nữa. Đây, hộp này mới hộp của nó này. Đó. Hộp này đẹp hơn rất là nhiều. Ecovac này, hình ảnh con robot này, nhưng mà toàn là chữ Trung Quốc thôi. Đây, D-Boost U2 Pro. Hai mặt bên cũng là một số cái hình ảnh quảng cáo về sản phẩm như này. Đây, một số ảnh quảng cáo thôi nha. Mặt sau cũng vậy, không thì nhiều. Rồi, bóc vào luôn nhá. Đây. Đầu tiên là có là một đây là một khay để chứa bụi nha. Khá là lớn, để đây đã. Tiếp theo, ta sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng này, cũng toàn chữ Trung Quốc thôi, để đây luôn. Hai miếng lọc bụi thay thế, một miếng rẻ lau hơi nhỏ một tí, lát lau thử xem thế nào. Cùng một chổi quét bằng cao su nha. Bên dưới ở đây ta sẽ có là robot của chúng ta này, lót xốp các kiểu này. Đây, nhân vật chính đây. Còn robot D-Boost U2 Pro. Đây, có cái phần quảng cáo này, bóc vào luôn nha. Bên này có hai phần G để chống sốc này, cũng cho ra luôn nhá. Ở đây có seal này, bay nốt nhá. Ngon chưa? Bên dưới ta sẽ còn là 4 phần chổi quét này. Một cặp để dùng, còn một cặp để dự phòng nhá. Khá là cẩn thận. Đỏ lắp vào đỏ, xanh lắp vào xanh này. Và cuối cùng là đế sạc và củ sạc còn thôi. Bóc luôn siêu nhá. Ecovac này, đế sạc khá là xinh. Và củ sạc này có dòng ra là 19V 0.6A, tương đương khoảng 11-12W, ăn khá là ít điện thôi. Đây là toàn bộ phụ kiện hộp của chiếc D-Boost U2 Pro nhá. Thiết kế của robot này cực đơn giản thôi, hoàn toàn là bằng nhựa. Sản phẩm này có hai màu trắng đen, nhưng mình lấy màu trắng có sạch nha. Phía trên là nền trạng thái này, ở dưới là nút chức năng của nó. Bên này có mã QR, mã này bóc được nhưng mình chưa bóc vì lát nữa cần dùng nhá. Bên dưới đây là logo D-Boost và phần trên này là phần để chống sốc khi va đập nhá. Cạnh bên của robot này ta sẽ có phần trước ở đây là cảm biến va chạm này, phía sau này là phần loa, bên kia cũng vậy. Đây cũng là một loa cùng phím bật tắt robot nhá. Đây như này là bật này, còn như này là tắt và đây là nút reset nhá. Đằng sau đây là hốc đựng nước và bụi này. Mặt dưới khá truyền thống thôi, cảm biến chống rơi này, bánh xe điều hướng này, hai chổi phụ này, bánh chính này khá lớn này, đây nhún khá tốt để mà leo qua chỗ ổ ghề nhá. Chính giữa đây là phần chổi quét chính này, phần này tháo được nhá. Đây tháo như này đó và ta hoàn toàn lấy được cái phần chổi quét này ra. Đây là chổi quét mặc định hãng cho, dùng để quét bụi là chính. Em nào mà dụng nhiều tóc hoặc là nhà có nuôi chó mèo thì nên dùng chổi thay thế này làm bằng cao su cho khả năng là quét lông tóc ngon lành hơn nhiều so với chổi quét mặc định nhá. Tuy nhiên nhà mình thì không có lông mấy nên mình dùng chổi mặc định nhá. Dưới cùng là phần rẻ lau mà từ này tháo được này. Đây, tháo như này. Và khi tháo ra, ta thấy là ở phần hộp đựng rác mặc định ấy, có những lỗ để tiết nước này. Sản phẩm này điều chỉnh được mức độ nước tiết ra nha, không sợ là bị quá ướt hay là quá khô. Để tháo hộp đựng rác ra thì đơn giản là cầm ở đây và rút ra là xong. Zoom này thì có hai hộp đựng rác, hộp mặc định ở đây thì có khả năng là vừa hút và vừa lau luôn. Đây, sẽ phần là để cho nước vào. Hộp này đựng được tối đa là 430ml nước, đủ cho khoảng 70m2 nha. Nhỏ nhỏ đây là phần đựng bụi này. Đây, bụi và rác sẽ đựng ở phần nhỏ nhỏ bên trong này nhá. Phía trên này ta có một cái lược để mà vệ sinh phần màng lọc của robot nhá. Hộp đựng rác thứ hai đơn thuần chỉ là đựng rác và bụi mà thôi. Hộp thứ hai này thì không khả năng là gắn rẻ vào để lau nhà nha, chỉ có hút bụi mà thôi. Rồi, cứ dùng hộp mặc định nhá. Mình sẽ bật lên và nghịch thử xem nó hút mấy cái giấy này như nào và liệu ở trên bàn này thì đi có an toàn hay không, có bị rơi hay không nhá. Đây, bật nó lên ở đây này. Đó, lên rồi. Con này to mồm phết, tiếng rất là to luôn. Đi này. Oh, toàn tiếng Trung luôn. Có nói tiếng Trung nhưng em không biết là ở đây đi rồi. Không biết là tí có chỉnh sang tiếng Anh hay không. Đây, xem nó có bị rơi không nhá. Đó. Hoàn toàn là không bị rơi nhá.
mặc dù nó đi vào cạnh bàn thế này nhưng nó không hề bị rơi xuống nhá. Cho nên là anh em nào mà nhà ở nhà tầng ấy thì đi cầu thang không sợ là bị rơi nha. Đây xem nó hút mấy cái tờ giấy vào như nào, ổn hay không nhá. Tiếng khá là êm ha. Rồi, nó hút được nốt cái giấy ở góc ấy rồi. Nói chung ấy thì góc con này có vẻ là xử lý chưa tốt lắm. Phải mất một lúc thì nó mới có thể là hút được cái phần giấy ở góc bàn cơ. Tuy nhiên, nó hút được là ngon rồi. Đây, lấy ra này. Đó, toàn bộ chỗ giấy bên đấy được hút hết vào rồi nhá. Còn hút được cả bụi trên bàn luôn rồi cơ. Mặc dù bàn mình trông rất là sạch. Wow, hay phết nhỉ. Khi mà trước kết nối, Zoom này chỉ làm những tác vụ cực kỳ đơn giản thôi. Đây, ví dụ như kiểu là bấm để nó chạy đi, bắt đầu là lau dọn nhà. Đây, bấm xong phải tầm 10 giây sau nó bắt đầu đi cơ. Đó. Và nếu muốn dừng lại đơn giản là bấm đó. Bấm lần nữa là nó dừng thôi. Còn khi mà nó dừng rồi mà ta muốn nó trở về lại cái đốc xả của nó thì ta phải giữ. Khi nào? Giữ tầm khoảng 5 giây. Khi nào nó kêu. Đây. Khi nào nó kêu như này và nó quay nhẹ nhẹ tức là nó đang đi để đi về cái đốc xả của nó nha. Đây. Nó đi chậm 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 về đốc xả của nó. Nói chung ấy thì nếu mà không kết nối thì con này cái thao tác của nó khá là tù, vì ta phải bấm vào 5 lần và bấm lần nữa giữ thì nó mới về được. Đây, về đốc xả rồi, phải giữ nút nó mới về được cơ. Và giữ như vậy thì thà là mình cứ ôm sừ nó về cái đốc xả của nó hơn, đúng không nào? Cho nên là dùng cái này, ta nên là kết nối vào điện thoại để mà theo dõi được nhiều thông số hơn, làm được nhiều việc hơn. Và bây giờ mình sẽ kết nối điện thoại nhá. Để kết nối chiếc U2 Pro này vào điện thoại, ta cần ứng dụng có tên là EcoVax Home nha. Mở ra này. Và đã chọn là Add a Robot hoặc là quét mã QR ở đây nha. Đây, ta sẽ quét mã này nhá. Đó, tuy nhiên đây là bản nội địa cho nên là khi mà kết nối với lại một tài khoản EcoVax quốc tế, nó hiện ra là Please change region to China first, tức là ta cần tài khoản EcoVax Trung Quốc để mà dùng được với con robot này nhá. Ok này. Rồi, và chuyển sang China Mainland. Đây, China Mainland nha. Đó. Lưu này. Và ta phải là đăng nhập một tài khoản EcoVax của Trung Quốc mới dùng được ứng dụng với con robot này nhá. Tài khoản này thì phải mua chứ không đăng ký được tại Việt Nam nhá. Mình thì mình có rồi nên mình sẽ đăng nhập nhá. Đây là giao diện chính của ứng dụng EcoVax Home bản Trung Quốc. Và để mà kết nối robot này vào điện thoại mình sẽ có hai cách, hoặc là ta quét mã QR này, hoặc là mình chọn Add Robot này. Đây. Và chọn Select Robot. Tìm mã của chúng ta nha, U2 Pro. Đây, U2 Pro này, bấm vào. Nhập park wifi nhà mình vào trước này. Đầu tiên là phải bật robot lên nha. Mình đã bật rồi nên là tích vào đây và chọn next nhá. Tiếp theo là phải giữ nút reset trong vòng 1 giây nha. Giữ này. Khi nào có tiếng mới được nhá. Đó. Như này mới được nha. Tiếng còn Trung Quốc luôn. Và ta chọn là đây, next này. Wow. Không biết có tiếng Anh. Không biết có tiếng Anh hay không nữa. Nếu mà cứ tiếng Trung này thì chết. Ta phải kết nối wifi mà con robot này phát ra là đây, EcoVax nha. Kết nối rồi. Chờ một chút là được nhá. Đó. Như vậy là đã kết nối con robot này và điện thoại mình thành công nha. Anh em nhớ ấy, là tài khoản Trung Quốc thì mới kết nối con này vào điện thoại nhá. Tài khoản Việt Nam hoặc nước khác ấy thì không được đâu nha. Đây, giao diện chính đây. Mình sẽ vào trong điều khiển này. Đầu tiên thì xem là con này có đổi sang tiếng Anh không đã. Nếu mà tiếng Trung này thì khó chịu cực kỳ luôn. Đây, vào đây này. Và chọn Voice Report nha. Đây, ngôn ngữ rồi. Xem nào. À, có tiếng Anh nha. Đó, tiếng Anh rồi. May quá. Và đã chỉnh được cả âm lượng của cái âm thanh nhá. Đây. Tối đa này. Đó, anh nào không muốn nói thì đơn giản là kéo này xuống là xong. Đó, là im luôn. Nhưng mà thôi mình cứ để nó khoảng tầm giữa giữa như này là ổn nhá. Và đây là giao diện chính ứng dụng điều khiển con U2 Pro này. Ta có thể nhìn được là thời lượng pin này. Đây, hiện tại đang đầy pin nhá. Xem được thời gian hoạt động và diện tích dọn dẹp của con robot này này. Tuy nhiên, U2 Pro có một điểm trừ, đó là việc nó không khả năng vẽ bản đồ. Ta chỉ thể lựa chọn 3 chế độ dọn dẹp mà thôi. Chế độ đầu tiên là lau lần lượt này. Ta sẽ có số mét vuông, diện tích mà được lau và thời gian lau nha. Đây. Cùng xem nhá.
Tiếp theo là dọn theo góc nhá. Bắt đầu này. Lực hút mạnh hơn rất nhiều nhá. Và cuối cùng là dọn theo điểm này. Và cái nồi áp rồi thì ta có thể là cho nó tự về đốt sạc được mà không cần phải dùng tay như nãy. Đây, mình cho đi sạc này. Đấy. Nó bắt đầu chạy nhá. Đấy, chạy cái đường như này. Và anh em nào mà muốn nó về với lại đốt sạc, đơn giản là bấm cái này xong. Đây. Đó, nó sẽ lập tức là chuẩn bị quay đầu trở về lại cái đốt sạc của nó này. Như vậy ta không cần là phải bấm bằng tay nữa. Cái nối với app thì sẽ tiện rất là nhiều nha. Ngoài ra còn một số tính năng khác như kiểu là chỉnh mức độ gọi là hút này. Đây, mức cơ bản này, mức im lặng và mức tối đa nha. Có 4 mức thì mình cứ để mức cơ bản nhá. Ngoài ra ta còn chỉnh được là lượng nước này. Lượng nước lau nhà vừa hay là lau nhà cao thì mình cứ để là vừa thôi nhá. Ngoài ra ta có thể hẹn giờ xem là con robot này dọn lúc nào thì thêm vào đây. Và cài đặt giờ để cho robot này nó tự động dọn dẹp thôi. Cuối cùng thì có một tính năng khá hay, đó là tính năng xem là các thiết bị của nó hại hư hại như nào rồi. Đây, do là mới mua về cho nên là phần chổi lau này, chổi chính này và phần lõi lọc tất cả đều đang 100% hư hại như nào, sẽ báo hết ở trên app nha. Khi nào có cái hỏng thì ta biết mà thay, khá là ngon. Bên cạnh đó ta có tính năng là tìm robot này. Đây, Find My Debug nhá. Tức là ví dụ mình cho robot nó chạy ấy, xong rồi lúc về không thấy đâu cả thì bấm vào đây nó sẽ kêu này. Đây này. Đó. Đó, I'm here để mình biết nó ở đâu và nhặt nó về. Nhiều khi nó bị mắc đâu đấy chẳng hạn thì có tiếng này khá là hay nha. Hiện tại mình đã đổ đầy nước vào hộp đựng nước rồi. Và bây giờ thì lắp vào kia để xem là hiện tại đang là 3 giờ 37 phút. Xem là nó chạy cái phòng khách của mình khoảng tầm hơn 4m2 thì sẽ mất bao lâu và liệu là nó có tự về kia sạc được ngon lành hay là không nhá. Bắt đầu cho chạy nha. Ok. Bây giờ là 4:06 và nó đã về sạc rồi. Hiện tại trên ứng dụng báo là nó đã đi được 30m. Đây, đã quét được 30m và trong 25 phút nha. Và có vẻ là nó hút và lau khá kỹ càng. Đây, gần như tất cả những giấy trắng mình để ở trên sàn là đã đi hết rồi. Có một cái, đúng một cái còn lại ở đây thôi. Và trong quá trình nó dọn ấy, nó làm đổ một hộp mình ở đây. Đấy, em nào mà mua con này về để dọn ấy thì nên chú ý là mà thực ra tất cả dấu hút bụi đều thế thôi. Khi mà dọn dẹp ấy, ta nên là bỏ những cái đồ gì mà dễ rơi lên cao một chút. Nếu không, nó rơi này, cái gì mà dễ vỡ là hỏng đấy nhá. Rồi, và cùng xem nó hút bụi như nào nhá. Đây, vẫn còn khá nhiều nước luôn. Xem nào. Đây. Đó, nhà mình mặc dù trông có vẻ khá sạch nhưng hút ra cũng khá là nhiều bụi đấy nha. Nói chung thì con robot này hút khá là ngon và mình cũng khá là hài lòng với mức giá của nó. Tuy nhiên, có một cái mà mình không thích ấy, đó là con robot này này, ở phần dưới đây nó không có cái miếng lót, cho nên là khi mà anh em nào mà nhà sàn gỗ ấy mà cái miếng lót nhà này nó bị ướt nhá, nó ẩm, để ở trên sàn gỗ nếu anh em không để ý lâu ngày ấy, nó sẽ bị là rộp cái sàn gỗ lên và cái này hơi nguy hiểm. Anh em nào mà mua cái này về mà nhà sàn gỗ ấy thì nên chú ý là khi sạc ấy mà cái phần này ẩm ấy thì nên tháo ra cho chắc chắn. Rồi, và như vậy cũng nghỉ xong con robot Debug U2 Pro rồi. Và nhìn chung ấy thì ở mức giá 7 triệu thì mình nghĩ con này nó không tới, nhưng mà ở giá 4,5 triệu thì sản phẩm này nó lại rất là đáng cân nhắc. Với việc được sale từ 7 triệu xuống còn 4,5 triệu thì ta sẽ có được một con bot có thiết kế khá là đẹp, hút cũng như lau sạch, di chuyển thông minh, không kiểu rằng nó rẻ là chạy thì nó hết sạch pin rồi nó mới về lại cái đốc sạc. Thì con này chạy thì nó cảm nhận được là cái phòng đấy nó đủ sạch rồi thì lập tức là nó về đốc sạc sạc pin để nó không bị lãng phí pin một cái vô ích khi mà cứ cố dọn lại một vùng mà nó đã sạch rồi. Đồng thời là do điều khiển của ứng dụng EcoVac rất trực quan và rất dễ dùng. Tuy vậy chiếc Debug U2 Pro này vẫn có điểm yếu như kiểu là chưa có bản đồ,
Tất nhiên ở giá 4,5 thì cũng chả có nào hoàn đồ đâu. Tuy nhiên giá gốc của nó là 7 triệu thì mình nghĩ 7 triệu mà không hoàn đồ thì hơi buồn cười. Ngoài ra việc gốc sạc của sản phẩm này nó không có phần lót ấy, thì khi mà ta lau nhà xong với cái robot này nó đỗ vào nó sạc thì cái việc mà sàn gỗ ấy sẽ bị cái tấm khăn ở dưới làm ẩm mốc là điều hiển nhiên. Và hy vọng là ở những sản phẩm sau thì EcoVac sẽ thêm phần lót ở bên dưới. Và cuối cùng điểm yếu nhất là sản phẩm này là nội địa, cho nên là không thể nào kết nối được với một tài khoản EcoVac quốc tế. Ta bắt buộc là phải dùng tài khoản nội địa Trung Quốc để mà kết nối cái chiếc robot này vào điện thoại. Và việc đăng ký tài khoản nội địa như vậy thì khá khó khăn, nhưng phải công nhận là đồ nội địa Trung Quốc ấy có nhiều sản phẩm nó ngon thật. Rồi, và không biết anh thấy sao về chiếc EcoVac Divoot UI Pro này, liệu nó có xứng đáng với mức giá là 4.500.000 đồng hay là không thì comment bên dưới nha. Bên dưới cũng link sản phẩm cũng như là link voucher giảm 2,5 của sản phẩm này ở trên Lazada để quan tâm nha. Và nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào thì mình cũng comment dưới luôn, mình sẽ cố gắng trả lời câu hỏi cho anh em. Ok, thế thôi nhỉ, bye bye.